Cô nhưng mà để cho chắc chắn thì mình sẽ cắt dài ngữ tính một chút. Biết đâu mình cắt lố thì mình còn có thể sửa lại được với mọi người. À, đây chính là cái lần đầu tiên mà mình tự cắt tóc thì mình cảm thấy khá là lo lắng với mọi người. Mình sợ mình sẽ cắt hư. Đoạn này kiểu như là mình rất là sợ mình sẽ cắt hư nên là mình lo đi lo lại. Mình sợ là mình sẽ làm gì đó ngớ ngác với mọi người. Bây giờ là đến cái phần mà mình cắt rồi nè. Nói trước là mình rất là ồn, mình không biết là có ai nghe được không, nhưng mà nếu mà nghe được thì hãy bỏ qua cho mình nhé. Mình đã cắt ngắn tóc xong, bây giờ thì mình sẽ tỉa lại tóc như cái độ dài mà mình mong muốn ban đầu. Mình sử dụng một chiếc bao ni lông để trùm lên toàn bộ người mình để hạn chế cái việc mà tóc bị bám vào quần áo của bọn mình ấy. Như vậy rất là ngố và dặn. Nên là cái bước này nó khá là cần thiết đấy. Mặc dù nó không hết hẳn đâu nhưng mà nó sẽ giúp các cậu hạn chế. Đến phần sau tóc ấy, mình thật sự là mình không nhìn thấy cái gì luôn nên là mình đang làm theo cảm tính của bản thân mình thôi ấy.